Xin kính thưa các thầy cô, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thực ra những gì mà tôi định trình bày thì Phó Giáo sư Quỳnh Ngọc Phỉ đã trình bày hết nữa rồi. Cho nên là tôi cũng cái phần nào đã trình bày rồi tôi không xin nhắc lại. Và chỉ xin trình bày cái phần cái vai trò của một cái người bác sĩ, hay nói khác đi là cái người thực hành trong lâm sàng. Những cái gì mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta sử dụng để điều trị dùng nhân sâm cho nó có hiệu quả. Kính thưa các thầy cô, các anh chị, tôi xin trình bày với cái nội dung gồm có 5 phần. Cái thứ nhất là tổng quan, rồi tác dụng của nhân sâm, lưu ý khi sử dụng, và đặc biệt là cái kết quả sử dụng sơ bộ dùng nhân sâm trong điều trị một cái số dạng bệnh mà Hội Đông Y quận 5 đã thử nghiệm. Như chúng ta biết thì nghe cái chữ nhân sâm nói vậy thôi, chứ thực ra tôi là người thực hành cái y học cổ truyền rất nhiều năm, gần 30 năm rồi. Nhưng mà gần đây mới có điều kiện sử dụng nhân sâm, chứ không phải ai cũng có điều kiện sử dụng nhân sâm. Mà đặc biệt là bây giờ lại còn sâm Wisconsin nữa, chứ không phải là sâm Triều Tiên không, không phải là sâm Trung Quốc không. Đâu có ai có điều kiện để mà thử nghiệm cho nó tới nơi tới chốn. Rất là ấn tượng khi nghe cái báo cáo của chị Đông Phương nói về cái chuyện là sâm hồng, sâm Mỹ nè, sâm của châu Á hay là sâm của Mỹ, thì có cái vấn đề là chúng ta lưu ý là sâm nóng và lạnh. Đây là cái vấn đề là chúng ta cần lưu ý. Cái thứ hai của chỗ cô Ngọc Thủy có nói á, thì tất cả cái thuốc của Đông Y chúng ta là mục tiêu là lập lại cái cân bằng của âm dương. Đây là một điều cũng rất ấn tượng. Chúng ta nhớ rằng là chút nữa tới cái một cái báo cáo về thực nghiệm của Phó Giáo sư Thu Hương liên quan tới cái chuyện là chúng ta định lượng các cái chất nội tiết trong cơ thể, đặc biệt là trong đó có một cái phần là testosterone, tại sao nó không có tăng. Mà xin thưa với các đại biểu rằng là không phải cái gì tăng cũng tốt. Cơ thể chúng ta nó khỏe, nó hoạt động tốt là khi nào? Là chúng ta có cái cân bằng đủ là tốt nhất, không quá thiếu và không quá dư. Dư cũng là bệnh và dư cũng chống chỉ định đó, chứ không phải là chúng ta cứ cho nhiều vào cơ thể mình tiết ra nhiều là chúng ta khỏe. Cái điều đó không đúng. Thực tế thì trên chúng ta có hơn 10 loại sâm. Nhưng mà xin thưa là chúng ta có hai cái loại mà chúng ta đang nói tới nhiều nhất, là trong đó là tôi dùng tạm là cái chữ bạch sâm. Thực ra là có nhiều tài liệu nói bạch sâm là khác, không phải là bạch sâm là sâm Hoa Kỳ không đâu. Bạch sâm là những cái loại sâm mà thí dụ châu Á người ta sau khi mà ta phân loại ra cái nào mà không có đủ chuẩn để mà để đem đi tẩm, đem đi ướp ấy, thì người ta thành đưa nó thành cái bạch sâm, có nghĩa là chế biến khác thì nó là bạch sâm. Còn có tài liệu thì nói là bạch sâm là sâm của Hoa Kỳ thôi. Chúng ta cứ, nếu được thì chúng ta cứ dùng cái tên Latin của nó là chính xác nhất. Ví dụ như hồng sâm là sâm của châu Á thì nó là Panax ginseng. Còn bạch sâm là sâm của Hoa Kỳ thì là Panax kinkolium. Thì chúng ta dùng cái từ đó là chính xác nhất. Gần đây thì lại có cái sâm Cua Năm. Sâm Cua Năm của Việt Nam thì bây giờ chắc có lẽ là chúng ta ít người có điều kiện để sử dụng, bởi vì sao, nó quá mắc đi. Bây giờ nếu mà thầy thuốc muốn thử cái tác dụng mà tốt của sâm khu năm của mình á, sâm K5 của mình hay gọi là sâm Ngọc Linh á, thì bây giờ chúng ta cũng, tôi chắc chắn là cũng ai có điều kiện để mà thử. Rất ít có người điều kiện để mà thử. Thôi hôm nay chúng ta khu trú lại, chúng ta dùng, chúng ta nói chuyện về cái bạch sâm thôi. Một chút xíu tôi nói tiếp theo về cái phần quan trọng là cái đây, cái bạch sâm và sâm Ngọc Linh thì có tên Latin đây. Thì tại sao nó có cái tên là Panax? Panax ginseng. Thì Panax đây theo cái tiếng Hy Lạp á, nó có nghĩa là chữa lành tất cả, all healing, hoặc là panacea. Đây là cái tên của nó đó, có nghĩa là chữa lành tất cả. Và tại sao gọi là ginseng? Là bởi vì cái củ nó giống như cái dạng người nhá, giống như cái hình người. Ginseng. Ginseng nó có cái tên là, cái tiếng Anh dịch nó ra là man root, ginseng. Rồi, theo y học cổ truyền thì nói tới thuốc bổ khí thì không thể nào không có nhân sâm. Nhân sâm và hoàng kỳ là hai vị thuốc đầu tiên để bổ khí. Như vậy thì bổ khí là bổ cái gì?
cho nên khí, ta nói là cái khí lực, mà tiếng Anh viết là khí hay là energy. Thì ta biết rằng chúng ta phải có khí lực, chúng ta phải có một cái năng lực để chúng ta, các cái tế bào chúng ta hoạt động, các cái cơ chúng ta co duỗi. Thì nếu mà một cái lý do nào đó mà cái tế bào chúng ta hoạt động không tốt, cái cơ chúng ta co duỗi không tốt, thì coi như là cái khí lực chúng ta suy. Thì cái xong mục đích của nó là để tăng cái chất khí đó lên. Cái chất mà Đông Y gọi là khí đó, thì khí đó là cái gì? Tôi xin phép và phân tích sâu chút tới cái phần mà thành phần hóa học thì tôi không nhắc lại, bởi vì cô đã trình bày rồi. Bây giờ thứ nhất, chúng ta nói rằng cái chữ khí của Đông Y mình á, thì nó có hai cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc thứ nhất là từ cha mẹ, tức là bộ lúc cha mẹ sinh ra, cái cơ địa của người đó nó có khỏe hay không, hay là nó èo uột. Nếu mà nó khỏe thì ta nói là cái khí của cái đứa bé này nó tốt. Nó èo uột thì cái khí của đứa bé này không tốt. Đó là thụ hưởng từ cái bộ gen, cái di truyền của cha mẹ. Cái nguồn gốc thứ hai là từ thiên nhiên, có nghĩa là từ thức ăn, từ nước uống, từ cái chất dinh dưỡng từ môi trường bên ngoài. Thì đây là cái khí mà chúng ta thụ hưởng được từ cái môi trường thiên nhiên sau khi chúng ta sanh ra. Tóm lại, khí có hai cái nguồn gốc. Một cái là chúng ta thụ hưởng từ cha mẹ, một cái là chúng ta do ăn uống chúng ta đưa vào. Thì cái chức năng của khí là gì? Khí là làm ấm cơ thể. Tại sao nó ấm? Là bởi vì các cái máu nó lưu thông trong cái động mạch, tĩnh mạch, các cái mao mạch nó tốt, cho nên chúng ta ấm. Chứ nếu mà cái người mà cái máu nó lưu thông không tốt thì cái tay chân chúng ta sẽ lạnh. Mặt chúng ta sẽ không có cảm giác là đầy đủ cái máu nó cầu, cầu, cho nên lúc nào cũng tái, lúc nào cũng nhợt. Thì cái đó là người ta nói là cái khí nó suy. Đó là cái khả năng làm ấm của cái khí. Rồi cái khí là gì nữa? Nó còn có cái vai trò là phòng bệnh. Đây là liên quan tới cái hệ miễn dịch của mình. Hệ miễn dịch của mình thì có cái miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu. Thì cái không đặc hiệu là chúng ta từ lúc sinh ra là chúng ta đã có rồi. Ví dụ như cái hệ da này, cái niêm mạc của mình này, niêm mạc của hệ hô hấp này, niêm mạc của trong cái hệ đường tiêu hóa này, bản thân nó đã có chứa những cái tác dụng là chống các cái dị, các cái chất không tốt đưa vào cơ thể, trong đó có vi trùng rồi này kia. Thì cái khả năng thứ hai của khí là phòng bệnh. Cái khả năng thứ ba của khí là chuyển hóa các cái chất. Tại sao chúng ta ăn uống vào, chúng ta ăn bột, chúng ta ăn thịt, chúng ta ăn chất béo, nó vào cơ thể chúng ta nó chuyển hóa được hết á, là nhờ cái tác dụng của khí ở trong cơ thể mình nó tốt. Cho nên là cái khí đó nó có tác dụng làm tăng ổn định cái chuyển hóa của cơ thể. Rồi một cái tác dụng của khí nó là làm gì? Nó vận chuyển cái nước. Nó vận chuyển cái nước, cái chất dinh dưỡng, máu, rồi oxy nó đi nuôi cơ thể. Thì đó là cái chức năng của khí nữa. Như vậy có nghĩa là khí không có phải chỉ có cái chuyện đơn giản là chúng ta hít không cái không khí vào trong cái phế nang của mình gọi là khí không đủ. Khí nó làm nhiệm vụ bao nhiêu đây nè. Và cái quan trọng nữa là cái chức năng cuối cùng của khí là gì? Nó bảo tồn cái cấu trúc và cái duy trì hoạt động của cơ quan bộ phận. Tôi nói hình dung cho đơn giản vậy. Cái tại sao ta nói khí suy, thí dụ bây giờ cái người nào đó bị sa dạ dày, một cái người nào đó bị sa bộ phận sinh dục, hoặc là bị giãn cái tĩnh mạch nó nặng, là bởi vì sao? Cái thành mạch, cái cấu trúc nó, các cái mô liên kết của nó bị giãn, là bị giảm, cho nên là nó phình ra. Thì giống như là người ta bị trĩ, hoặc là người bị sa dạ dày, sa bộ phận nào đó, thì Đông Y gọi là khí suy. Cho nên người ta sẽ dùng cái gì, thuốc gì đó để bổ khí, trong đó có sầm. Một cái chức năng cuối cùng của khí là gì nữa? Cái chính là cái khí là nãy tôi xin nhắc lại cái chỗ là khí chúng ta không chỉ đơn giản là không khí từ ngoài vào, mà nó một tập hợp các cái chức năng này. Cho nên là các đại biểu chúng ta cũng lưu ý dùm ha, tại sao mà cái bệnh nhân mà lại tự nhiên là cái chỉ có thở, khó thở, rồi khò khè này kia đó, tại sao ta dùng thuốc bổ khí? Mà tại sao cái người này lại chẩn đoán là sa dạ dày, tự nhiên tại sao cho nhân sâm? Đó, cũng có lý do đó, là để bổ cái khí cho nó mạnh lên. Rồi, một cái quan trọng nhất là tại sao gọi là khí suy? Đây là những cái biểu hiện mà Đông Y gọi là khí suy. Thì các đại biểu, có thể các anh chị chúng ta kiểm lại cho mình có cái dấu hiệu của khí suy không? Thí dụ, chúng ta đi lên cầu thang, mà chúng ta cái người bình thường á, không có bị bệnh cái hệ vận động, thí dụ không có bị xương khớp này kia, mà tự nhiên đi lên cầu thang chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi, nó uể oải, lên 2 tầng cái đứng lại thở một chút, và lên tầng thứ 3 cái là đứng là thở gấp, nói không ra hơi, thì đó là
khí suy. Người ta thầy thuốc đông y lại hỏi cái người bệnh nhân, chúng ta có bị gì không? Nếu có vậy chắc chắn phải dùng xong, không có dùng cái khác gì khác. Rồi cái người nữa có biểu hiện là dễ bị cảm, như thời tiết thay đổi là sụt sịt, là ho, sức đề kháng giảm, thì đây là khí suy, thì người thầy thuốc đông y sẽ cho dùng xong. Những cái bệnh mãn tính, thiếu oxy mãn tính, những cái bệnh hen phế quản, bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn, buồn ngủ khó tập trung. Buồn ngủ khó tập trung là dấu hiệu hay gặp lắm, sau khi ngủ rồi nhưng mà thức dậy đi làm chút xíu rồi một tiếng hồ cái này bắt đầu ngáp, bắt đầu muốn ngủ nữa, thì đây là một dấu hiệu của là thiếu oxy não, thiếu tập trung, cho nên là dùng thuốc bổ khí để chống cái trạng thái buồn ngủ đó. Đây là cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn, phải dùng xịt cái loại thuốc giảm phế quản này kia đó. Thì nếu tới thầy thuốc đông y, người ta sẽ cho những cái thuốc bổ khí, trong đó có sâm. Và một cái dấu hiệu của khí suy nữa mà chúng ta cũng thấy hàng ngày, chúng ta cũng hay gặp lắm. Trong đó nãy tôi nói là có cái bệnh lý về cái rối loạn chuyển hóa các cái chất nè, chất mỡ nè, rồi chất đạm nè, trong đó axit uric nó động lại nè, chất đường nè, nó gây đái tháo đường này kia nè, rồi rối loạn tiêu hóa, thì đây là cũng một phần của biểu hiện của khí suy. Mà cái triệu chứng mà hay gặp đó là cái ngừng thở khi ngủ. Một cái ngừng thở khi ngủ, đây là cái dấu hiệu cũng hay gặp ở những người lớn tuổi, đặc biệt là những người thừa cân béo phì. Tại sao ngừng thở khi ngủ? Là bởi vì sao? Cái cơ vùng hầu họng đó, nó lớn tuổi, nó bị giảm cái trương lực nó đi, cho nên lúc ta nằm, người ta ngủ thì nó bị tụt cái chỗ cái cơ hầu họng nó tụt xuống, nó đè nó cái đường thở, cho nên ta thở không được. Thì đó là cái hội chứng, đó là cũng đông y gọi là khí suy ha. Thành phần hóa học thì xin phép là không có trình bày nữa, là bởi vì cô Thủy đã trình bày quá đầy đủ rồi. Lưu ý trong cái sâm của Hàn Quốc hay là sâm châu Á với lại sâm của Mỹ thì có hai điều khác nhau thôi, là cái chất saponin trong sâm Mỹ nó nhiều hơn là cái xin lỗi, nó một phần là có một số loại thì nó nhiều hơn của cái sâm châu Á rồi, nhưng mà đặc biệt trong sâm Mỹ nó có cái polysaccharide, thì cái này là cái hàm lượng rất là cao. Thì đây là một cái để phân biệt cái sâm Mỹ và là sâm châu Á. Rồi các cái tác dụng, trong đó tác dụng chống stress thì trên lâm sàng cũng như trên thực nghiệm, thì chút nữa chúng ta sẽ nghe cái báo cáo về trên thực nghiệm sử dụng cái nhân sâm để điều trị chống stress. Cái tác dụng thứ hai của nó nữa là gì? Chúng ta biết rằng là chống stress đây á, là nhờ cái nhân sâm nó có một cái tác dụng, nó tác động lên cái trục tuyến yên nè, rồi cái tuyến thượng thận nè, tuyến yên, hạ đồi và tuyến thượng thận, nó làm cho chất nội tiết nó tiết ra, nó cân bằng lại, nó chống những cái biểu hiện mất cân bằng của cái hệ thần kinh, cho nên nó điều chỉnh lại, nó làm cho ổn định cái hệ thần kinh, nó làm cho chúng ta dễ ngủ hơn, chúng ta cảm giác thấy an tâm hơn, chống những cái lo âu bất thường. Cái chữ stress đây không có nghĩa chỉ là chỉ có mất ngủ. Stress không có nghĩa chỉ có mất ngủ. Thí dụ ta mệt mỏi quá sức do cái áp lực của công việc, chúng ta cũng gọi là bị stress. Rồi chúng ta giảm cái hiệu quả làm việc cũng bị stress. Cho nên là chúng ta không phải đơn thuần chỉ có stress là mất ngủ không, nó nhiều cái biểu hiện khác nữa. Rồi cái tác dụng quan trọng nữa của cái sâm thì nó làm ổn định được cái đường huyết. Ổn định đường huyết thì chúng ta biết rằng cái tỷ lệ những người mắc đái tháo đường bây giờ ở Việt Nam chúng ta tăng thuộc cái nhóm gọi là báo động trên toàn thế giới luôn á, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái nhân sâm này nó có hiệu quả để mà ổn định được cái những người có dấu hiệu tiền đái tháo đường và những người đã bị đường huyết đang điều trị. Chúng ta có thể sử dụng nhân sâm để mục tiêu là gì? Giảm được cái liều thuốc tây, cái liều thuốc tân dược mà chúng ta đang uống. Do nó có tác động lên cái tế bào beta của tuyến tụy để nó tiết ra cái insulin. Ngoài ra nó còn tác động lên cái ti lập thể của tế bào, nó giúp cho cái tế bào tuyến tụy nó hoạt động tốt hơn, và đặc biệt nó thúc đẩy cái hiện tượng chết tế bào theo chương trình. Đây là cũng là một cái vấn đề lớn. Chết tế bào theo chương trình có lợi trong rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh tiểu đường.
Thì bởi vì sao? Để nó phục hồi cái hoạt động của cái tuyến tụy lại. Rồi tác dụng thứ ba, chống gốc strong, tự do. Chống gốc tự do thì chúng ta biết rồi, nãy chúng ta nghe báo cáo xong rồi. Tác dụng tiếp theo là chống cảm lạnh, là bởi vì sao? Bởi vì sao? Là bởi vì nó làm tăng cái sức đề, nó ổn định cái sức đề kháng của mình lên. Thì qua một cái nghiên cứu người ta thấy rằng những người mà có dấu hiệu cảm lạnh thường xuyên, người ta cho uống cái nhân sâm vào thì thấy có tác dụng là gì? Nó giảm cái cường độ mà bị cảm lại, dấu hiệu bị cảm cúm ở đây, và nó phục hồi, nó rút ngắn cái thời gian để phục hồi cái sau khi bị cảm. Bởi vì nó sao? Nó tác động lên được cái niêm mạc của cái đường, cái hệ hô hấp. Rồi tác dụng thứ năm là tác dụng chống ung thư. Đây là cái tác dụng mà chúng ta, tất cả mọi người đều quan tâm. Bởi vì cái tỷ lệ bệnh ung thư của chúng ta thì bây giờ chúng ta đọc báo mới đây gần nhất á, là chúng ta thuộc cái top thứ hai rồi đó. Top thứ hai trên thế giới rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì quá nhiều yếu tố làm cho chúng ta bị bệnh quá. Cái môi trường mà này kia đủ thứ hết. Thì nếu mà nhân sâm thực sự có cái tác dụng này thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta lưu ý để phát huy cái tác dụng đó lên, nếu chúng ta dùng đúng. Bởi vì sao? Chúc chúng ta tới cái phần tiếp theo tôi trình bày là tại sao chúng ta có chỉ định dùng hồng sâm, tại sao chúng ta có chỉ định dùng bạch sâm, và liều lượng như thế nào thì chúng ta có cái hiệu quả nhất. Trên nghiên cứu, trên thực nghiệm, chúng ta thấy rằng là nó tác động lên cả hai cái dòng tế bào ung thư vú mà nhạy cảm với ục với nội, với lại cái chất nội tiết, và không nhạy cảm, thì nhận thấy rằng nó giảm cái pha tăng sinh của tế bào và nó tăng cái trình diện của cái chỗ mà tế bào bị ung thư đó đối với lại cái nhân sâm. Cho nên là cuối cùng thì thấy rằng là nhân sâm có tác dụng tốt điều trị, làm giảm được cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đây là trên thực nghiệm ha. Rồi tác dụng tiếp theo là tác dụng chống viêm. Đây là cái tác dụng rất là quan trọng. Là chúng ta biết rằng tất cả những cái bệnh mãn tính không lây của mình là cái gốc của nó là gì? Là viêm ở trong đó. Thí dụ ta bị viêm khớp cũng là cái dấu hiệu viêm. Viêm đây là viêm không do con vi trùng, mà viêm do cơ thể mình nó có những cái chất trung gian hóa học nó tiết ra, chúng ta gây tổn thương cái mô, và đó là viêm. Có cái công trình nghiên cứu chúng ta thấy rằng nó có cái tác dụng chống viêm rất là rõ. Rồi tác dụng tiếp theo là bảo vệ tim. Thì chúng ta biết rằng cái bệnh tim mạch bây giờ bắt đầu nó có xu hướng nó trẻ hóa rồi. Không phải là chỉ có 7-80 tuổi bắt đầu với bệnh tim đó. Bây giờ bệnh tim có khi 30 mấy tuổi đã bị nhồi máu cơ tim rồi. Cho nên là chúng ta thấy là nhân sâm nó có cái tác dụng bảo vệ tế bào cơ tim trong cái lúc mà thí dụ cơ tim bị thiếu máu. Cơ tim bị thiếu máu nó sẽ xảy ra hai hiện tượng, là nó tái cấu trúc cái tế bào cơ tim lại, mà trong quá trình tái cấu trúc đó nó có thể sinh ra những cái yếu tố bất lợi làm cho cái cơ tim hoạt động không tốt, làm suy cái tế bào cơ tim. Thì nhân sâm nó có tác dụng bảo vệ được cái tế bào cơ tim. Và một cái điều rất quan trọng là nó điều biến hệ miễn dịch. Tại sao là điều biến hệ miễn dịch? Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch chúng ta nó hoạt động mà nó bình thường, nó cân bằng á, thì chúng ta không có bệnh. Nhưng mà nếu mà cái hệ miễn dịch chúng ta nó hoạt động quá đáng, có nghĩa là nó tăng mức, nó hoạt động quá cái mức cho phép của nó, thì chúng ta bệnh. Mà khi mà nó hoạt động dưới cái mức cho phép, chúng ta cũng bệnh. Thì cái thuốc đông y nói chung, và trong đó cái sâm nói riêng, nó có tác dụng là nó điều biến, có nghĩa là cái nào mà thấp nó sẽ đưa lên cao, cái nào mà cao nó làm giảm xuống, làm cân bằng trở lại. Cái đó là cái tác dụng quan trọng nhất của cái thuốc đông y nói chung và cái sâm nói riêng. Thì chúng ta thấy rằng cái sâm nó được có cái tác dụng là nó là làm cho ổn định được cái hoạt động của hệ miễn dịch. Mà chúng ta biết rằng hệ miễn dịch chúng ta kém là nó là cái hậu quả gây ra rất nhiều bệnh mà chúng ta thường gặp trên lâm sàng. Là các cái hệ miễn dịch của chúng ta nằm ở đây. Rồi tôi xin phép sang cái phần thứ ba là chúng ta lưu ý mà khi sử dụng nhân sâm. Cái này cũng rất là quan trọng. Tôi xin có trình bày như thế này. Hồng sâm, hay nói khác đi là sâm châu Á đó, thì ưu tiên cho những người có cái chuyển hóa cơ bản thấp. Có nghĩa là sao? Chuyển hóa cơ bản thấp có nghĩa là cái người này là nếu mà đo cái chuyển hóa cơ bản thì nó dưới mức cho phép. Thường thường thể hiện gì? Tay chân lạnh, người mệt mỏi, uể oải, không muốn tiếp xúc với lạnh, ngồi trong phòng máy lạnh một chút là phải mặc áo ấm vô. Thì đây là những người có chuyển hóa cơ bản thấp. Thì hay gặp trong những cái trường hợp nào? Ví dụ bị suy tuyến giáp, hội chứng có sinh, hoặc là thận hư nhiễm mỡ, vân vân. Thì đó là những cái bệnh mà biểu hiện của trong nguyên gọi là hàn.
Thì nếu mà chúng ta thuộc cái loại hàng đó, chúng ta nên chọn cái sâm châu Á. Thì chúng ta nghe lưu ý chỗ đó. Rồi cái bạch sâm sẽ dùng tốt cho những người có cái chuyển hóa cơ bản cao. Có nghĩa là sao? Những người này nếu ta đi đo chuyển hóa cơ bản sẽ cho cái mức là ta báo động là nó cao. Thì cái người này luôn luôn có cảm giác nóng trong người. Bắt tay mình cái là thấy cái tay ấm nóng hơn, tưởng cái người đó bị sốt vậy đó, nhưng không phải. Đây là những người có chuyển hóa cơ bản cao. Rồi có luôn luôn có cảm giác khô miệng, khát nước. Ở cái chỗ nào mà nó môi trường hơi nóng chút, nhiệt độ hơi tăng chút là chịu không nổi, phải đi ra ngoài. Và thích uống nước đá chứ không thích uống nước nước ấm. Kỵ với nước ấm, kỵ với nước bình thường mà thích uống nước đá lạnh. Đây là những cái người mà chuyển hóa cơ bản của họ cao. Thí dụ như đi tiểu thì nước tiểu nó vàng, rồi môi thì đỏ, rồi tiêu bón tiểu vàng. Đây là những cái trường hợp mà đặc biệt là những người cường giáp. Thứ hai là những người bị đái tháo đường. Chúng ta biết rằng đái tháo đường của Đông y người ta gọi dùng cái từ là tiêu khát. Tiêu khát có nghĩa là khát lắm, khát nhiều lắm, nhưng mà tiêu rất hết là người gầy ốm. Cái người gầy ốm sờ tay chân thấy nóng, không có chịu nóng được. Hoặc là những chúng ta biết rằng Đông y gọi là âm hư á, những người này là mặt cứ đỏ, rồi cứ rịn mồ hôi, rồi gầy đi. Thì nếu như trường hợp này chúng ta cho chọn sâm để uống thì chúng ta chọn cái bạch sâm là tốt hơn và sẽ có hiệu quả hơn, chứ chúng ta đừng cho học sâm. Tóm lại thì những đối tượng mà Đông y gọi là hàn, cái người này lạnh á thì ưu tiên cho hồng sâm. Những người mà Đông y xếp vào cái tạng nhiệt á thì ưu tiên cho bạch sâm. Còn nếu ở cái đối tượng mà không hàn không nhiệt, có nghĩa là không có nóng không có lạnh gì hết á, chúng ta có thể phối hợp nhưng liều lượng tùy theo cái lâm sàng của người bệnh đó. Đông y nói rằng là không có cái tên bệnh mà chỉ có cái người bệnh thôi. Có nghĩa là cao huyết áp, cái người bị tăng huyết áp không phải chỉ có một loại thuốc, mà nó tùy theo cái người đó tăng huyết áp là hàn hay nhiệt, cái người đó mạch nhanh hay mạch chậm, cái người đó ốm hay là mập thì chọn cái loại thuốc huyết áp khác nhau, chứ không phải là luôn luôn có một cái phác đồ điều trị phù hợp hết cho mọi người ha. Chúng ta Đông y nó có cái khác tại vì cái chỗ đó. Hồi nãy chúng ta cũng nghe có một số cái lưu ý khi sử dụng, thì trong đó có cái phản ứng ngoại ý của sâm. Thì không phải tôi nói ngay cả đồ ăn mà chúng ta ăn, ví dụ có người ăn chút thịt bò không sao hết, họ ăn một ký thịt bò không sao hết, nhưng có người ăn muối chút xíu vô gãi quá trời luôn. Đó là do cơ thể của mình, thì chúng ta phải dựa vào cái cơ địa của mình mà chúng ta tự điều chỉnh. Thì nếu như những người mà nó nhạy cảm với sâm thì khi mà uống vào chúng ta có thể, đặc biệt là những người nhạy cảm, có thể bị đau đầu, có thể bị mất ngủ, có thể bị rối loạn tiêu hóa, có thể bị cáo gắt, khô miệng, run tay. Một người bình thường sau 60-70 tuổi có thể dùng 3-4 loại thuốc trong đó rồi, mà nếu giờ dùng sâm nữa thì dùng sâm sao? Cho nên chúng ta lưu ý, chúng ta để ý những cái tương tác của nó. Thí dụ chúng ta đừng có lấy sâm chúng ta uống cùng lúc với pha caffeine. Cà phê là tại sao vậy? Cà phê ta uống cái nồng quá, cái mặt chất nó, cái nồng độ nó cao quá, nó làm ta tim đập nhanh, huyết áp tăng lên. Rồi chúng ta uống lỡ người ta thuộc cái tạng nóng mà chúng ta lại uống hồng sâm vô nữa thì chắc chắn là huyết áp ta tăng lên rồi, cái chuyện đó đương nhiên rồi. Mà nếu dùng liều cao nữa thì lại phản ứng phụ nó xảy ra. Rồi đối với những đối tượng đang tiêm insulin, có nghĩa là bị đái tháo đường nhưng được chẩn đoán là khí suy. Tại đái tháo đường lâu năm chúng ta biết rằng vận động rất là mệt, nói không ra hơi, đứng gần thì nói mới nghe được chứ còn đứng xa nói không nghe được, thì chắc chắn phải cho dùng sâm rồi. Nhưng lưu ý, nếu có bị tiểu đường mà đang tiêm insulin chúng ta phải theo dõi. Bởi vì sao? Sâm có tác dụng hạ đường huyết, mà nếu chúng ta giữ cái liều insulin như cũ, chúng ta uống vô sâm cùng lúc với chích insulin, coi chừng chúng ta bị tụt đường huyết. Cho nên phải cẩn thận, phải theo dõi, phải giảm liều ha. Rồi những người có cái chức năng gan nó xấu, chúng ta biết rằng tất cả các cái thuốc, tất cả, dù cho sâm hay là cái gì đi nữa cũng phải qua gan. Mà nếu gan chúng ta chuyển hóa không tốt thì chắc chắn sẽ sinh ra chuyện. Cho nên là nếu những người có viêm gan thì chúng ta lưu ý sử dụng cái sâm cũng cùng với những cái thuốc khác, trong đó có những cái thuốc đặc biệt là thuốc giảm đau, thuốc hạ huyết áp, thuốc chống trầm cảm v.v. Mà những cái thuốc mà nó có được chuyển hóa bởi cytochrome P450 thì cái đó lại càng lưu ý nữa. Đó, những cái nhóm thuốc này. Tại sao các cái thuốc hạ áp mà chúng ta lưu ý? Bởi vì sao? Nếu như cái gan chúng ta nó chuyển hóa không hết thì cái tác dụng của hạ áp của cái viên thuốc chúng ta đang uống là nó tăng cao.
mà chúng ta uống xong vô nó làm lại hạ huyết áp xuống nữa, thì có nghĩa là sao? Tương tác hai cái thuốc đó làm cho chúng ta bị tụt huyết áp. Đó, chúng ta lưu ý. Rồi, những người đang uống thuốc hạ đường, không phải tiêm insulin, nhưng đang uống thuốc hạ đường, chúng ta cũng nhớ phải có cái máy để chúng ta theo dõi cái đường. Hoặc là nếu ta đang uống thuốc hạ đường, bữa đó thấy mệt mệt, ta uống vô miếng xăm, tự nhiên thấy tay chân lạnh, rồi hạ, rồi toát mồ hôi, bủng rủng. Đó là chúng ta bị tụt đường huyết, chúng ta phải cẩn thận. Rồi, đặc biệt là những cái thuốc mà ức chế miễn dịch, ghép tạng rồi này kia, chúng ta phải dùng thì phải lời... khi sử dụng nhân sâm cũng phải hỏi ý kiến thầy thuốc. Và đặc biệt bây giờ các cái thuốc mà chống kết dính tiểu cầu, hầu như các cái bệnh tim mạch nào, bệnh nhân tim mạch nào cũng đều được uống, thí dụ aspirin hoặc là clopidogrel. Đây là những cái thuốc gì nó làm cho máu cái các tiểu cầu nó không có khuynh hướng, nó vón lại, cho nên chúng ta nếu bị đứt tay này kia ta dễ chảy máu. Mà cái sâm nó sẽ làm cho cái độ nhớt cái máu chúng ta nó giảm bớt, có nghĩa là cái máu lưu thông tốt hơn. Thì vậy có nghĩa là sao? Có nguy cơ nếu chúng ta bị đang uống cái thuốc chống kết tụ tiểu cầu này mà ta uống nhân sâm liều cao, có thể chúng ta bị chảy máu. Chúng ta phải lưu ý cái đó, phải theo dõi để báo thầy thuốc biết. Rồi, các cái xong cái tương tác khác là những cái thuốc mà gây hồi hộp tim này kia đó, tim đập nhanh đó, thì khi chúng ta uống cái sâm cũng phải cẩn thận. Và đặc biệt là sử dụng trên thai phụ hoặc là trẻ nhỏ, thì nãy chúng ta nghe cái báo cáo trước rồi. Liều dùng thì trong tài liệu chúng ta có rồi. Thì hôm nay là cái liều mà đã được nghiên cứu và chịu khó chỉ định. Trong tài liệu chúng ta có thì các đại biểu chúng ta xem thêm ha. Đây là cái phần cuối cùng, chúng tôi xin trình bày cái kết quả sơ bộ khi sử dụng nhân sâm Wisconsin tại ở Việt Nam mình này. Đặc biệt là chỗ Hội Đông Y, chỗ Anh Pha đang giúp cho công ty đang sử dụng. Thì đây là một cái gọi là một cái sơ bộ để thăm dò, một cái thử nghiệm thăm dò thôi, chứ chưa thành một cái nghiên cứu cụ thể. Thì ta biết rằng cái sâm này, bởi vì nó cũng sâm Wisconsin thì nó cũng Wisconsin thì nó cũng mới quá đi, cho nên là cái giá nó cũng không phải là nhẹ, cho nên là mà nghiên cứu rộng rãi thì ta chưa có điều kiện, và thời gian người ta cũng đang ngắn, cho nên là mới thử nghiệm trên 59 bệnh nhân. Đây là những người tình nguyện, 59 người tình nguyện thì sử dụng cái sâm Wisconsin này ở cái liều là 4 viên một ngày. Thì cái viên thuốc đây đó là 450mg đóng thành cái viên capsule nang cứng, thì uống trong 7 tuần liên tiếp và được uống trước cái bữa ăn. Thì cái thử nghiệm trên những đối tượng như sau: những người có rối loạn lo âu, những người có cái rối loạn lo âu thì trong hội chỉ có sử dụng được theo dõi được có 6 người nhóm tuổi là như đây. Những người trước khi uống cái sâm Wisconsin đó thì cái mất ngủ nè, có hồi hộp này, có lo âu nè, dễ cáu gắt nè, buồn bực nè. Thế sau 7 tuần uống thuốc thì ghi nhận được cái cảm giác chủ quan, người bệnh nói rằng là ngủ có tốt hơn, giảm bức rứt, giảm lo âu. Thì đây là tôi nói rằng đây là một cái thăm dò sơ bộ chứ chưa phải là một cái nghiên cứu chính thống, cho nên là chưa có một cái bản đánh giá theo dõi thang điểm này kia nó phù hợp với lại cái tiêu chuẩn ha. Thì chúng ta sẽ, đây là một cái định hướng. Rồi, nói cái bệnh thứ hai là bệnh đái tháo đường. Thì trên 7 người bệnh đang điều trị đái tháo đường bằng Tây y, nhưng có kèm theo cái triệu chứng là mệt mỏi, uể oải, khô miệng, khát nước, tiểu đêm. Thì sau 7 tuần uống cái sâm Wisconsin này thì thấy đường huyết ổn định trong khoảng 130mg. Nhưng trước đó là trước khi uống thuốc thì cái lượng đường này dao động nhiều, có khuynh hướng không tốt. Sau khi uống thuốc thì thấy rằng là lượng đường này giảm xuống ở mức tương đối cho phép 130mg. Và ghi nhận được thể lực tốt hơn, giảm cái triệu chứng khô miệng và khát nước cũng như tiểu đêm. Đây là cái báo cáo của bên Hội Đông Y. Cái diện bệnh thứ ba đó là cái suy nhược mãn tính. Cái suy nhược mãn tính này có trong rất nhiều bệnh, thì họ đã chọn được ra 14 đối tượng tuổi từ 31 tới 67 tuổi, có biểu hiện của thiếu máu, da niêm nhợt, thể lực kém, mạch vô lực. Đây là những người đang, có một số người đang mắc bệnh ung thư và một số người bị những cái bệnh khác nhưng có biểu hiện thiếu máu, da niêm nhợt thì được chọn vào trong cái lô thử cho uống để đánh giá này. Thì sau 7 tuần uống thuốc thì thấy là thể lực tăng, da nên nó hồng hơn, mặt thì cái người thuốc thầy thuốc khám lại thấy nó có lực hơn. Thì đó là cái kết quả của điều trị cái bệnh suy nhược mãn tính.
cái đối tượng thứ tư là đối tượng tăng huyết áp, đang được uống thuốc huyết áp. Thì đối tượng này là được 32 người. Thì trong đó có một người là vì uống cái thuốc hạ áp, nhưng mà uống thuốc quá liều cho nên là huyết áp nó luôn luôn dưới 110/60. Thì sau 7 tuần uống thuốc thì ghi nhận được rằng cái huyết áp nó trở lại cái mức cho phép và bệnh nhân giảm đi các cái triệu chứng khó chịu. Chúng ta biết rằng dĩ nhiên là những người đang bị tăng huyết áp nhưng có dấu hiệu của khí suy á, thì phải có chỉ định dùng nhân sâm rồi, nhưng phải uống thuốc hạ huyết áp tiếp chứ đừng có bỏ. Chỉ có chúng ta giảm liều chứ không bỏ đột ngột. 4 trường hợp thì có cái chỉ số huyết áp trước khi uống thuốc là 160 đến 170 trên 95mm thủy ngân. Sau 7 tuần uống thuốc thì cái huyết áp nó ổn định trong khoảng 140 đến 150 trên 90mm thủy ngân. Có nghĩa là huyết áp có xu hướng giảm xuống chứ không phải tăng lên. Rồi 6 trường hợp thì bỏ dở, không có theo dõi được. Thì cái này cũng chắc chắn nghiên cứu nào chúng ta cũng gặp nhiều phải những trường hợp này thôi. Thì có khi người ta bỏ dở nhiều, người ta do lý do gì đó, hoặc bệnh nặng hơn, hoặc là đường xá xa xôi gì, người ta không tới khám, là chuyện này là khách quan thôi. Chúng ta không có, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp. Thì đó là kết quả của 4 cái đối tượng mà được sử dụng, 59 người được sử dụng cái sâm Wisconsin trong thời gian là 7 tuần lễ. Thì nhận xét về cái nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng đây là một cái khảo nghiệm sơ bộ thôi, với một cái mẫu quá nhỏ ha. Cái cách chúng ta đánh giá thì chủ yếu là dựa vào cái triệu chứng chủ quan bệnh nhân khai thôi, hoặc là được có cái là đo cái chỉ số huyết áp và xét nghiệm cái đường huyết, cho nên là chưa thể kết luận một cách khoa học cụ thể. Chúng ta cần phải nhiều cái thử nghiệm sau này hơn nữa để chúng ta đánh giá cho nó tốt hơn. Nhưng mà nhận xét sơ bộ thấy rằng cái sâm Wisconsin có tác dụng tốt là gì? Nó cải thiện được cái giấc ngủ, tăng được cái thể lực, ổn định được đường huyết, không gây tăng huyết áp, và chưa ghi nhận một cái tác dụng ngoại ý trong 59 trường hợp theo dõi. Còn nếu mà chúng ta theo dõi trên 100 hoặc 200 thì nó sẽ khác. Và bây giờ nó chỉ có mới 59 trường hợp. Nhưng mà là gì? Đây là cái cơ sở để chúng ta định hướng cho các cái nghiên cứu trong tương lai với một cái cỡ mẫu lớn và thiết kế nghiên cứu theo đúng cái quy chuẩn khoa học. Mà ví dụ như có nhóm chứng, có mù đôi này kia, thì dĩ nhiên nó đòi hỏi phải có nhân lực tốt và cái kinh phí, đặc biệt là cái kinh phí. Tôi nghe chị Đông Phương có nói cái chuyện là nếu như có những cái nghiên cứu mà sau này chúng ta nghiên cứu tốt, ta đặt ra mà được bên chỗ công ty mà tài trợ á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thực hiện rất là tốt nếu được sự quan tâm của các trường, các viện chúng ta hợp tác, thì chúng ta sẽ phối hợp để chúng ta có cái nghiên cứu có tính khoa học để báo cáo cho kết quả nó cụ thể hơn. Cuối cùng chúng tôi xin kết luận là cái nhân sâm, đặc biệt cái sâm Wisconsin, thì nó có cái tác dụng là phòng và hỗ trợ điều trị một số cái loại bệnh thường gặp. Thì trong đó chúng ta mới thấy các cái diện bệnh như vậy đó. Rồi để phát huy tốt cái hiệu quả, chúng ta cần phải sử dụng nhân sâm. Thứ nhất là sớm, đặc biệt cái này cũng quan trọng. Đừng có để mà tới cái lúc mà chúng ta thở hổn hển rồi uống miếng nước vô không nổi thì làm sao mà có tác dụng được. Chúng ta phải uống phải trước đó, khi cái bắt đầu có biểu hiện rồi đó thì chúng ta nên sử dụng đúng liều. Đặc biệt là nếu mà tôi nói là cái chỗ thể trạng cái người nó phù hợp á, hàn nhiệt này kia, người ta tuân thủ tốt thì chúng ta sẽ tận dụng được cái hiệu quả của sâm nó tốt hơn. Chúng ta chọn cái sản phẩm nó có nguồn gốc cho rõ ràng và cái nhà cung cấp có uy tín thì yên tâm sử dụng. Trong thời buổi bây giờ mà thuốc giả thuốc thật nó lẫn lộn với nhau rồi, không biết là nguồn gốc làm sao, chúng ta sử dụng tiền mất tật mang thì nó cũng rất là khổ. Thì đó là những cái chia sẻ với các thầy cô, các đại biểu là về cái vai trò của một người sử dụng nhân sâm mà lâm sàng trực tiếp trên bệnh nhân thì ghi nhận được những cái kết quả như trên. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô, các anh chị.